mắng mẹ té tát. Anh à, anh đã điện cho bà lên chưa thế? Rồi em nhé, anh mới điện cho bà rồi. Bà mãi chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh nên bị lỡ mất chuyến xe ban sáng. Chắc là phải chiều mới ra tới đây đấy. Mẹ thật là lúc nào cũng ôm đờm, ở ngoài này thiếu gì cơ chứ, mà phải nhọc công mang từ quê ra cho khổ. Mẹ thì em biết rồi còn gì, dì cũng phải tận tay mẹ chuẩn bị thì mẹ mới yên tâm. Ừ, mẹ yêu, mẹ yêu. Cô Bin của bà đâu rồi? Bà mong cháu quá. Mẹ, mẹ đã lên rồi ạ. Cô Bin ra bà bế cháu nào. Chà chà, ôi cục cưng của bà. Ôi, mẹ ơi, mẹ mới đi tàu xe bụi bặm. Mẹ vào trong nhà tắm rửa mặt mũi chân tay, rồi hãy ra bế cháu, kẻo lại bị bụi đấy mẹ ạ. À, cô Bin mới sinh được mấy hôm nên da nhạy cảm lắm. Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Để bà ra rửa tay rồi bà bế con nha. Con ngoan, con ngoan. Mẹ đây mà, nín đi con. Trời ơi, mẹ làm cái gì vậy? Thằng bé khóc nhiều quá, chắc nó mất vía. Mẹ đốt vía xem sao. Mẹ ơi, thằng bé chắc đang cơn buồn ngủ thôi. Mẹ đừng mê tín như thế. Ờ thì có thờ có thiên con à. Hôm nay mua được mấy cái móng giò ngon quá bà ơi. Cho cái Linh nó ăn cho ra nhiều sữa, chứ mấy bữa nay sữa nó vẫn chưa về nhiều. Vâng, chúng nó bây giờ sướng. Ngày xưa thời tôi và bà sinh xong cứ nghĩ đến món chân giò ninh mà thèm. Nhưng mà mấy khi được ăn bà nhỉ. Vâng, đúng là mỗi thời mỗi khác bà. Chúng nó bây giờ sướng hơn tôi với bà ngày xưa nhiều. Mà tôi cũng mua được ít nghệ tươi nữa. Chợ thành phố nó khác, tiện thật, gì cũng có. Vâng, ăn nghệ là bổ máu phải biết. Rất tốt trong thời gian sau sinh đó bà ơi. Thôi chào bà nhé. Tôi về nấu cơm cho hai mẹ con đây. Cũng sắp trưa rồi. Dạ, chào bà. À, bà đã đi chợ về rồi kìa cô Bin. Chà chà, cục cưng của bà chơi ngoan nhé. Để bà nấu cơm xong thì bà bế con nha. Lại có mùi thịt rang nghệ rồi. Mẹ ơi, từ mai mẹ đừng nấu móng giò nữa mẹ nhé. Con ăn liền mấy hôm thấy ngán quá rồi mẹ. Gắn ăn nhiều vào cho sữa nó về nhiều con à. Mẹ ơi, không hẳn là cứ ăn chân giò là sữa về nhiều đâu. Thời mẹ xưa các cụ vẫn truyền lại thế. Mẹ ơi, giờ khác rồi. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, đâu còn như ngày xưa nữa chứ. Kinh nghiệm dân gian cũng có cái không đúng đâu mẹ. Ừ, thì lần sau trước khi mẹ đi chợ, mày muốn ăn cái gì á thì cứ dặn mẹ trước nha. Vâng ạ. À, mà mẹ ơi, sau bữa ăn, thức ăn thừa mẹ cứ đổ hết đi. Mẹ đừng tiếc nhé. Kẻo ăn vào cũng không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi chết rồi. Mẹ ơi, cô Bin bị đi ngoài mẹ ạ. À, không biết có sao không nữa. Không biết con có ăn gì lạnh bụng không nhỉ? Thôi chết. Ban nãy con có ăn bát canh cua mẹ để trên bàn không? Có. Con tưởng mẹ nấu cho con. Trời ơi, từ hôm qua mẹ để đó để lát mẹ đun lại ăn. Bỏ đi thấy phí quá. Trời ạ, con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi. Thức ăn thừa mẹ phải bỏ đi. Cứ tiếc rẻ mãi ăn vào rồi lại sinh bệnh vào người thì chẳng phải là khổ sao? Mẹ thật là... Ừ, mẹ thấy tiếc rẻ quá. Mẹ... mẹ... Ừ ừ, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương cô Bin của mẹ. Anh về ngay chở em đưa con đi khám. Cô Bin bị đi ngoài từ sáng tới giờ. Em sốt ruột quá. Thằng bé mất nước nhìn dọc hẳn người đi. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ về ngay đây. Đó, mẹ thấy chưa? Cái gì cũng tiếc rẻ, lại thành ra hại cả cháu rồi đấy. Bin, con có làm sao thì mẹ sao mà sống nổi chứ. Cũng may là cô Bin không làm sao. Uống thuốc ổn định đường ruột là khỏi thôi. Vậy mà ban nãy em làm ầm lên làm anh sợ quá. Thì tại em sốt ruột quá chứ sao nữa. Con đầu lòng cái gì cũng bỡ ngỡ. Mẹ, mẹ ơi,
Thế này là sao ạ? Mẹ phải về quê thôi con. Bố con mấy nay trở trời lại đau nhức chân. Không có mẹ ở nhà, ông ấy có muốn đi thăm khám gì cũng không tiện. Nhà cửa chẳng biết gửi ai. Mẹ, chắc mẹ dẫn con chuyển ban sáng. Bà đã điện cho bà nội con rồi. Chắc là sáng mai bà nội lên thôi. Cô Bin của bà ngoan, cho bố mẹ đỡ vất vả nhé. Mẹ về quê đây. Mẹ, mẹ đợi con, đưa mẹ ra bến xe nha. Mẹ. Những hợp đồng mua bán. Ly hôm nay tươi như hoa ấy. Hôm nay có hai cuộc hẹn với hai khách hàng quan trọng. Nếu hôm nay chốt nốt được hợp đồng bán hai căn này là tháng này tới đủ chi tiêu. Eo ơi, siêu thế. Thế thì tháng này có lương phải khao đấy nhé. Ok ngay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế thì tớ đủ tiền để đưa mẹ đi phẫu thuật cái khớp gối. Dạo này trở trời, mẹ tớ càng ngày càng đau nặng. Ừ, cố lên. Người già mà đau gối khổ sở lắm. Chúc bạn tôi hôm nay may mắn nha. Ừ, cảm ơn cậu. Ôi, khách hẹn gọi. Alo, em chào anh. Anh tới chưa ạ? Em đang chờ anh rồi ạ. Anh tới rồi, anh đang đứng ở sảnh. Dạ, anh chờ em xuống ngay. Ok, cảm ơn em. Dạ, mời anh và hai bác vào xem nhà ạ. Bố mẹ vào với con. Dạ, cháu mời hai bác tham quan căn hộ mà anh Hùng rất ưng ý ạ. Bố mẹ thấy sao ạ? Đẹp quá con à. Vâng, con cũng thấy rất ưng vì nó thoáng mát. Không rộng, nhưng thiết kế hợp lý, tiện lợi. Hai phòng ngủ rất ấm cúng. Đẹp quá. Nhà đẹp thế này, chắc là đắt lắm. Dạ, con may mắn tìm được căn hộ này. Giá rất hợp lý, chỉ vừa đúng 800 triệu. Con không phải vay thêm ít nào bố mẹ hả? Thật thế hả? Con không phải vay thêm thật chứ? Thế thì tốt rồi. Bố mẹ nghe nói trên này nhà cửa đắt đỏ lắm, toàn tiền tỷ. Nếu cố gắng mà phải vay ngân hàng thì con cứ từ từ, đừng có vội. Vay rồi lãi hàng tháng, gánh nặng lắm con à. Mà bố mẹ thì không giúp được gì cho con. Con biết, con đủ tiền mua, nên mới mời bố mẹ đến xem nhà để quyết định. Bố mẹ cứ yên tâm, con không phải vay mượn gì đâu. Từ nay anh em con có nhà cửa ổn định rồi, cho nó yên tâm học hành. Bố mẹ ở quê cũng yên tâm. Mà lên chơi với anh em con thì cũng có chỗ ở đàng hoàng, con mừng lắm. Bố mẹ cũng mừng lắm. Đúng là tài sản lớn cả đời bố mẹ cũng không dám nghĩ tới. Kìa mẹ, mẹ đừng có khóc. Bố mẹ đi tham quan các phòng và ban công đi. Xem ngoài ban công con có treo được mấy chậu lan của bố không. Để bố mẹ đi xem nhé. Nhà đẹp quá bà nhỉ. Vâng, đẹp thật ông à. Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1.2 tỷ, vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ các cụ già rồi, việc vay mượn tự anh lo liệu được. Vâng, em hiểu rồi. May mà em chưa làm lộ chuyện. Em hướng dẫn giúp anh các thủ tục và giấy tờ cần thiết để vay ngân hàng nhé. Anh mong có thể nhận nhà sớm nhất có thể. Anh yên tâm, em sẽ lo các thủ tục cho anh. Chỉ mất khoảng 15 ngày là xong tất cả thôi ạ. Cuối tháng là anh và hai bác có thể vào nhà mới rồi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em rất nhiều. Ly, thế nào, chốt được hợp đồng với khách chưa? Rồi nhé. Ui, thích quá. Bảo sao nhìn mặt tươi thế. Vui vì bán được căn hộ chỉ là một phần. Chủ yếu là sáng nay gặp được một người khách thật sự tuyệt vời. Thật á? Ừ, đi. Đi ăn trưa rồi tớ kể cho. Hy vọng chiều nay sẽ gặp được một vị khách đáng yêu như thế nữa. Đi. Anh đang đứng ở sảnh rồi đây. Dạ vâng, em sẽ xuống ngay ạ. Dạ, cháu mời bác. Con bảo đảm mẹ sẽ ưng. Con mà đã chọn thì chỉ có chuẩn. Mẹ, mẹ thấy sao hả? Chà, đẹp quá. Đấy, con nói có sai đâu. Mẹ phải chốt luôn cho con trong tháng này đi. Phải có nhà cửa đàng hoàng thì con mới yên tâm đi làm chứ. Ừ, mẹ cũng muốn lắm chứ.
nhưng chưa vay mượn đủ. Mẹ cũng chẳng biết phải làm sao, vẫn còn thiếu 50 triệu nữa con à. Tối nay, để mẹ về quê rồi ra nhà nói chuyện với cô chú Đạt, nhờ cậy người ta xem sao. Vâng, nhà cô chú ấy giàu thế, với nhà mình lại là chỗ thân tình. Chẳng qua mẹ chưa hỏi thôi, chứ mẹ mà hỏi, kiểu gì chẳng được. Mua nhà không chần chừ được đâu mẹ ơi. Mình mà không chốt nhanh, người khác lại mua mất thì... Đúng là Hà Nội có khác, đắt đỏ thật đây. Có 50 mét vuông mà những 1,5 tỷ. À, dạ không ạ. Mẹ, không cao đâu, bao nhiêu người mua rồi. Đây là một trong những căn cuối cùng đấy. Mẹ không sống ở Hà Nội nên không biết. Khu này địa thế đẹp, giao thông thuận lợi, lại sầm uất nhất rồi. Ngay sát tòa nhà lại có cả công viên cây xanh rộng, khí hậu tuyệt lắm mẹ ơi. Ừ, ấy là mẹ nói thế thôi. Anh ơi, căn hộ này bên em báo giá anh là 1,2 tỷ thôi ạ. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1,5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1,5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Mẹ, mẹ thấy không gian bên ngoài thích không mẹ? Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1,2 tỷ, vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ, các cụ già rồi. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1,5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1,5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Hôm nay là ngày gì vậy? Cả hai người khách cùng nói dối về giá căn hộ. Nhưng... Nếu không có gì thay đổi thì thứ hai tuần sau anh sẽ chồng đủ tiền. Em cứ chuẩn bị sẵn hợp đồng mua bán cho anh đi nhé. Em nghe thấy anh nói gì không? Dạ, em xin lỗi. Nhưng em không thể. Em nói gì? Em chỉ có thể lập được những hợp đồng mua bán căn hộ, chứ không thể lập được những hợp đồng mua bán lương tâm. Em xin lỗi. Em... Robot Sao Y. Xin chào, tôi là Robot Sao Y của bạn. Tôi đến từ phòng thí nghiệm của giáo sư nhà khoa học Lê Minh. Nam thân mến của bác, nhân dịp sinh nhật, bác tặng cháu một robot Sao Y hệt như cháu. Sau nhiều năm nghiên cứu, bác đã thành công. Trước khi tung chủng robot này ra thị trường, bác muốn cháu trải nghiệm, dùng thử nó xem sao. Nhưng đừng vội tiết lộ cho ai nhé. Mới đang là bản demo thôi. Bác đã nạp năng lượng đầy đủ cho robot rồi đấy. Chúc cháu vui. Chào ơi, bác Minh đúng là nhất. Khoa học đúng là nhất. Đây đúng là món quà sinh nhật tuyệt vời. Một con robot giống y mình, như da thịt thật vậy. Đến giờ đi học rồi mà cậu vẫn ung dung thế hả? Nhanh lên nào. Ừ, cậu đi trước đi. Tớ vào chuẩn bị một lát đã. Xem nào, robot nhận lệnh nhé. Tớ chán đến trường phát ngáy ra rồi. Đến lớp toàn bị thầy bị phạt đứng xó vì chưa thuộc bài. Hôm nay bạn sẽ là Trần Nam, học sinh lớp 9E, rõ chưa nào? Tuân lệnh. Bạn có thể theo dõi tôi qua màn hình đó. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Trời, nó đi nhanh thế nhỉ? Đã đến lớp rồi. Được đấy, nó hòa đồng thế kia, khỏi sợ bị ai nghi ngờ. Nó tự làm bài hả? Không biết nó làm cái gì nữa. Khéo cậu điền bừa từ đầu đến cuối cũng nên. Nam, sao giờ này con còn chưa đi học thế? Hôm nay con học chiều. Học chiều mẹ ơi. Thế à? Thế ăn sáng đi mà còn tranh thủ ôn bài. Sắp lên cấp 3 rồi, con không thể lười biếng. Sao nhãn học hành mãi được đâu con. Vâng, mẹ yên tâm đi ạ. Thôi, mẹ đi làm đây. Vâng, con chào mẹ. Tí nữa bị phát hiện rồi. Điểm trắc nghiệm đã có rồi nhé. Lần này các em đều làm bài khá tốt. Bất ngờ nhất là bạn Trần Nam
là người đạt điểm tuyệt đối. Trời đất, thằng Nam được điểm tối đa môn toán á, không thể nào tin nổi luôn. Bạn Nam của chúng ta đã có cố gắng vượt bậc, các em nên ghi nhận và động viên bạn. Làm tốt lắm Nam, tiếp tục phát huy nhé. Dạ thưa thầy. Không ngờ con robot này khá đến thế. Nó không những là sao y của mình mà còn là sao y hoàn hảo nữa. Tuần sau đó, số buổi robot đến trường lâu nhiều hơn Nam. Nam phó mặc hết mọi việc cho robot, cả ngày chỉ ngủ nướng, chơi game, đọc truyện. Nam ơi, dậy đi còn chuẩn bị về quê nào kéo muộn con? Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua con học hơi khuya. Thằng bé này gần đây chăm chỉ học hẳn lên, cuối cùng thì nó cũng bỏ được cái tính lười biếng rồi. Bạn cứ ngủ đi, khỏi lo, tôi sẽ về quê cùng bố mẹ bạn cho. Cuối tuần này, trường mình sẽ cử hai đại diện khối lớp 9 đi thi hùng biện cấp thành phố. Chủ đề cuộc thi là Hoài bão của em. Lớp mình vinh dự được cử một đại diện. Có em nào xung phong không? Em xung phong ạ. Được đấy, Trần Nam đi thi là chuẩn rồi. Bạn ấy dạo này rất cừ, học giỏi lại năng động nữa. Hoan hô tinh thần của Nam. Vậy từ giờ đến cuối tuần, em nhớ chăm chỉ luyện tập cho cuộc thi nhé. Dạ, vâng thưa thầy. Trời ạ, mình ngại nhất là nói trước đám đông. Thế mà con robot này lại xung phong đi thi hùng biện chứ. Chết rồi, làm sao bây giờ? Đã thế, nó xung phong thì cho nó đi thi luôn. Xin gửi lời chào trân trọng đến quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn có mặt trong cuộc thi hôm nay. Sao tự dưng mình có cảm giác lo lắng thế nhỉ? Lẽ ra hôm nay mình nên đi thi mới phải. Trước tiên em xin tự giới thiệu về bản thân ạ. Em là Trần Nam, đến từ phòng thí nghiệm của giáo sư Lê Minh. Trời, Nam, nó nói cái gì linh tinh thế? Gì mà đến từ phòng thí nghiệm? Chẳng hiểu gì cả. Kính thưa toàn thể hội thi, hoài bão của em. Dạ, gọi là hoài bão thì cũng hơi to tát. Em chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thôi ạ. Chính là phá vỡ phòng thí nghiệm ấy. Hơ, hỏng rồi, thế này thì nó giết mình rồi. Trời, ăn nói như trên mây cũng đi thi hùng biện. Mọi người phê phán em cũng phải thôi. Có ai mà lại đi chối bỏ nguồn cội nơi mình sinh ra cơ chứ. Nhưng mọi người không hình dung được đâu. Ở đó khủng khiếp như tra tấn ấy. Quá trình bị cấy sốc các tế bào, dây thần kinh. Ôi chao, em không dám nhớ lại nữa. Đây là đại diện của trường nào vậy? Sao lại cử người thần kinh không ổn đi thi thế này? Cuối tuần vừa rồi, em được đi cùng bố mẹ về miền quê có cây đa, bến nước, sân đình, đồng lúa thẳng cánh cò bay. Em thực sự thấy rất thích. Chao ôi, đó mới là quê hương chứ. Đó mới là quê hương thật sự. Giờ em chỉ muốn được làm con người thật sự. Đúng thế, hoài bão của em là được làm con người thật sự. Nam ơi là Nam, lại trở về là Nam lơ tơ mơ như trước rồi sao? Mất mặt quá. Không xong rồi, mình đang làm như thế này. Mình ở đây như một con robot. Còn con robot này thì sắp chiếm quê hương, sắp chiếm thế giới của mình rồi. Còn chưa đi học hả? Muộn rồi đấy. Dạ dạ, con đi đây ạ. Té ra chỉ là mơ. Giấc mơ đáng sợ quá. Trời ơi, dù khoa học có phát triển đến thế nào thì tự mình vẫn phải sống cuộc sống của mình thôi. Không thể có bản sao y nào thay thế cho mình được. Những video mới nhất nhé.